Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích gia tăng mạnh. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự hiếu động của con trẻ và các gia đình bất cần, không bố trí được người giám sát con trẻ khi các con nghỉ hè. Cháu trai 3 tuổi này vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 24 tháng 5 trong tình trạng chấn thương chân đầu. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa ngoại chấn thương trình hình bỏng chẩn đoán là gãy xương chảy trái, chấn thương sọ não, xây sát phần mềm. Sau 5 ngày phẫu thuật và điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe cơ bản ổn định, ổ xương đang tiếp tục theo dõi. Nguyên nhân xảy ra chấn thương này là do gia đình bận công việc, bất cẩn trong việc trông nom nên con bất ngờ chạy thẳng ra đường chơi và bị xe máy va phải. Qua cái việc này đúng thật là cũng gia đình cũng đang còn thiếu sót trong cái việc mà trông cháu trong lúc cháu nghỉ hè. Thì cũng mong các gia đình khác thì cố gắng là nhìn trông con em mình, tránh những cái việc đáng tiếc xảy ra. Hiện mỗi tuần tại khoa ngoại chấn thương trình hình thẩm mỹ bỏng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu khoảng 40 đến 50 cháu. Bỏng, tai nạn giao thông và tự ngã do leo trèo cầu thang, trèo cây gây chấn thương sọ não, gãy tay, chân là những tai nạn thương tích chủ yếu ở trẻ khi nhập viện cấp cứu tại khoa. Điều đáng nói, trong đó cũng có nhiều trường hợp do phụ huynh chủ quan, sơ cứu ban đầu không đúng kỹ thuật hoặc sử dụng những phương pháp điều trị dân gian đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, khó khăn cho việc điều trị. Đối với những cái bệnh nhân gãy xương thì những cái gãy mà nó có di lệch nhiều thì khi mà mình điều trị bằng thuốc nam thì các cháu sẽ không được nắn chỉnh lại cái ổ gãy đấy một cách nó tốt nhất, dẫn đến là sau này cái xương đấy di lệch rất là nhiều và để lại những cái di chứng về vận động. Thêm một cái nguy cơ đấy là cái nguy cơ mà các cháu nó có thể bị nhiễm trùng do chúng ta không đảm bảo được cái công tác vô trùng. Chúng tôi có một lời khuyên đến những cái gia đình bệnh nhân mà có trẻ bị gãy xương thì chúng ta nên đến những cái cơ sở y tế có cái phương tiện và cái trang thiết bị hiện đại để chúng ta để có những cái phương pháp điều trị tốt nhất cho trẻ. Để hạn chế tối đa tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ, nhất là trong dịp nghỉ hè, các bậc phụ huynh cần quan tâm giám sát chặt chẽ hơn, tạo cho trẻ một không gian vui chơi an toàn, nhất là với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Và điều quan trọng là cha mẹ phải trang bị cho trẻ kiến thức để tự bảo vệ mình.